cái clip mà hướng dẫn thủ tục mua trả góp phần 1 khá là nhiều người coi, dễ hiểu. Bạn coi chưa? Phần 2 nữa nha, phần 2 còn nhiều nội dung mà các bạn cần phải quan tâm. Hãy đón xem coi nó có cái gì trong đó. Chào các bạn, tiếp tục phần 2 về nội dung hướng dẫn thủ tục mua xe trả góp. Hôm nay mà các bạn xem phần 2, trong trường hợp mua xe đứng tên doanh nghiệp thì thủ tục gồm có những gì và những cái lưu ý, những cái thực tế Thái Lớn gặp phải chia sẻ các bạn liên quan tới cái chứng minh, nó gặp những cái rắc rối gì và làm sao để xử lý những tình huống đó. Mời các bạn cùng xem. Với những trường hợp các bạn muốn mua xe đứng tên công ty để các bạn được khấu trừ thuế, để các bạn được đưa cái chi phí xăng cộ hàng năm hàng tháng vào, để các bạn tối đa hóa cái công cụ mà hạn chế đóng thuế, thì đứng tên công ty mà mua xe trả góp hồ sơ sẽ như thế nào, dễ hay khó? Với trường hợp công ty thì ngân hàng nhà nước quy định là các công ty phải thành lập tầm 1 năm trở lên thì sẽ dễ dàng hơn. Còn trong trường hợp dưới 1 năm thì Thái Lớn sẽ xem xét tiếp cái hồ sơ của các bạn về doanh thu được các thứ và sẽ không có sao. Với hồ sơ pháp lý trong trường hợp đứng tên công ty gồm có giấy phép kinh doanh, chứng nhận mẫu dấu mã số thuế, chứng minh nhân dân của giám đốc hay là cái người đại diện của pháp luật. Hồ sơ chứng minh thu nhập của công ty thì gồm có báo cáo thuế, báo cáo tài chánh và cái in sao kê doanh thu mà chuyển khoản của công ty đó. Và đại khái như vậy. Nhóm hồ sơ này các bạn thấy đơn giản mà, có 6 gạch đầu dòng và những cái đó các bạn hoàn toàn có thể làm được hoặc kế toán của các bạn làm. Một cái mẹo nhỏ, một cái lưu ý nhỏ là nhiều ông giám đốc tới liên hệ mua xe và do ảnh làm giám đốc thì vị trí cao là áp lực rồi, nhiều cái để suy nghĩ thì nghe cái hồ sơ thì ổng cũng không hình dung, vì đây nó liên quan tới kế toán nhiều. Những cái này các bạn cứ giao số điện thoại của kế toán của các bạn cho Thái Lớn, Thái Lớn sẽ nói 1 tiếng 1 thôi, dân có nghề nói chuyện với nhau rất là đơn giản. Ngân hàng cũng gọi kế toán, mọi cái ngôn ngữ của người ta với nhau đơn giản lắm, cho nên các bạn đừng cố làm những cái này. Việc này bạn giám đốc bạn hãy nghĩ tới cái việc làm sao cho công ty lớn mạnh, làm sao có lời, có doanh thu. Những việc này việc nhỏ bạn đừng cố làm, đôi khi bạn nhảy vô bạn làm không đúng việc của bạn dẫn đến các bạn thấy nó rối. Cho nên các bạn nói sao mà mua xe đứng tên công ty vay ngân hàng rối quá vậy, thật ra đâu có gì đâu rối. Kế toán của bạn làm 1 phút 30 giây. Nói tới mua trả góp đứng tên công ty thì 90 chắc cỡ hơn 90% công ty của Việt Nam mình là giấu doanh thu, đúng rồi, giấu lợi nhuận, giấu lợi nhuận, giấu doanh thu. Thì nhiều anh chị cũng lo lắng và đa phần cái nền kinh tế của mình là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nên là các anh các chị cũng không có tập trung, không có am hiểu lắm trong cái thủ tục này, cho nên là các anh các chị là những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì thường tới gặp Thái Lớn thì cũng hơi bối rối. Thật sự rất đơn giản, Thái Lớn có nhiều kinh nghiệm xử lý trong vấn đề này. Anh chị cứ liên hệ và mình nói đại khái anh chị nghe như vậy. Hầu hết, không phải riêng gì anh chị không, hầu hết và bản thân ngân hàng là cái người cho vay người ta cũng biết. Có những doanh nghiệp toàn báo cáo huề vốn hoặc lời ít, cái lời đó 1 năm có 100 triệu mà không đủ trả cho cái trả góp cho cái xe 1 năm nữa. Nhưng thật ra khi xem xét kỹ thì hồ sơ này cực kỳ đẹp, bởi vì chẳng qua là cái kỹ thuật họ ta giấu đi cái doanh thu để hạn chế đóng thuế, và ngân hàng sẽ hay là ngân hàng hay công ty tài chính sẽ có những cái góc nhìn, những cái đánh giá theo kiểu khác. Đây là đặc thù văn hóa của nền kinh tế Việt Nam để họ lấy khách hàng về phía mình và cho vay để các bạn có được cái xe, cho nên các bạn không việc gì phải tự ti. Phần thủ tục mua xe trả góp như vậy theo quan điểm của Thái Lớn, nếu chúng ta hiểu thì các bạn thấy những gì Thái Lớn yêu cầu trên kênh rồi, hướng dẫn cho các bạn thì hoàn toàn nó có sẵn trong tay của các bạn hết, không có việc gì là phải khó hết, không liên quan tới bên thứ ba, đúng không ạ? Cho nên là tuy nhiên đến mức này vẫn có những người là nói sao mà vẫn còn như vậy, vẫn còn theo họ như vậy vẫn còn là rườm rà. Thì Thái Lớn suy nghĩ như vậy, bạn mua cái xe bạn vay, bây giờ cái xe Vios tối thiểu là bạn vay là thấp nhất là cũng 400 triệu rồi, có những cái như Innova là 500 mấy, Fortuner là lên khoảng 900, đúng không ạ, vân vân. Thì thấp nhất là 400 triệu, bạn đang đi vay 400 triệu, đúng không ạ? Và mình chỉ hỏi bạn một câu đơn giản là trong trường hợp ví dụ giờ Thái Lớn, bạn biết Thái Lớn rồi, Thái Lớn vay ngược lại bạn 200 triệu thôi, thì bạn sẽ suy nghĩ như thế nào. Ít ra cũng phải có cái gì để cầm cán, đúng không? Cũng phải biết ông Thái Lớn, ông làm ở chỗ đó, địa chỉ công ty chỗ đó. Rồi, nhưng mà công ty không chưa đủ, cũng phải biết ông ở nhà, ông ở đâu, ít ra cũng không biết ở khu nào, đúng không ạ? Thì mới dám tự tin mà cầm đưa tiền cho ông vay chứ, đúng không? Đằng này khi các bạn vay ngân hàng vài trăm triệu, nhưng mà chỉ với những chứng từ như trên mà các bạn lại chê là nó rườm rà và không muốn cung cấp, thì thực sự với trường hợp này thì các bạn không có nhiệt tình hợp tác thì cũng rất là khó cho anh em ngân hàng. Thứ hai là quy định của ngân hàng nhà nước, anh em thì rất là muốn dễ, ai cũng muốn dễ hết. Càng thu nhiều giấy tờ của các bạn thì người ta càng mệt, người ta càng khó, người ta phải làm nhiều. Thu càng ít người ta càng sướng. Tuy nhiên các bạn nên nhớ, ngân hàng, tất cả các ngân hàng đang hoạt động trên cơ sở hướng dẫn của ngân hàng nhà nước, và hàng năm họ bị kiểm kê. Cho nên là các bạn được việc cho các bạn nhưng mà nó không được việc cho các em, các nhân viên ngân hàng. Người ta bị kiểm kê, người ta bị kỷ luật thì cũng rất là khó cho người ta. Hay như có một số trường hợp ngân hàng muốn gặp khách hàng, khách hàng là người, bạn là người, mình là người đi vay, mình vay vài trăm triệu mà không chịu tiếp ngân hàng. Ôm Thái Lớn suy nghĩ người ta cho mình vay mấy trăm triệu mà ta không biết mặt mình, người ta không được phép biết mặt mình ở đâu, rồi ta không biết mình ở đâu, không biết mặt mày là sao hết, làm sao việc hồ sơ, đúng không ạ? Đồng ý ai cũng muốn dễ, mình biết là các bạn muốn dễ, Thái Lớn cũng muốn dễ, nhưng những cái muốn dễ này các bạn thấy nó có quá đáng hay không? Nó có hợp lý chưa, đúng không ạ? Nhiều khách hàng tỏ ra khó chịu khi ngân hàng có ý định xuống nhà gặp khách hàng. Nguyên nhân là họ sợ ở sớm biết mình mua xe trả góp. Thái nhắc lại như cái lúc đầu, mình đi vay mà được cho vay là mình cảm thấy tự tin, mình bảnh tỏn, đúng không? Người ta còn tin, con người mình còn giá trị, đúng không ạ? Cho nên là không có việc gì phải ngại với xóm riêng hay là đối tác. Tuy nhiên trên thực tế những ngân hàng mà Thái Lớn liên kết, thứ nhất là họ có nhiều kinh nghiệm. Thông qua cái hồ sơ mà Thái Lớn hướng dẫn cho bạn cung cấp như vừa rồi, hoặc qua một cuộc điện thoại với khách hàng, là gần như họ đủ tiêu chí, đủ tin tưởng để duyệt hồ sơ cho vay các bạn. Trên thực tế cái việc xuống nhà hay không là do cái gu thẩm định của từng ngân hàng và cái hồ sơ của từng khách hàng, và nhiều khi cũng phụ thuộc vào cái công việc của các anh ngân hàng. Nhiều khi Thái Lớn thấy là có những trường hợp mấy anh xuống nhà, nhưng mà có trường hợp mấy anh bận quá mấy anh cũng chẳng thèm xuống nhà luôn, và hồ sơ cũng được duyệt rồi, cũng trả nợ đều đặn, hai bên ba bên cũng vui vẻ bình thường. Cho nên các bạn hãy yên tâm, 99,99% là vay được, đạt, thủ tục nhanh gọn lẹ. Tuy nhiên có một số trường hợp thật là đáng tiếc là khách hàng bị nợ xấu do lịch sử tín dụng trước đây đã từng vay và quên hay sau đó không trả nợ, dẫn đến là trên hệ thống ngân hàng ghi nhận anh này có nợ xấu. Đó là lý do tại sao người ta lấy chứng minh nhân dân hộ khẩu các bạn. Nguyên lý là căn cứ vào chứng minh nhân dân hộ khẩu, số chứng minh của các bạn, người ta sẽ tra lên hệ thống chung, là lúc đó người ta sẽ biết được tất tần tật trước đây bạn đã từng vay hay chưa, và đã vay bao nhiêu ngân hàng, trả nợ, có dính nợ xấu hay không. Mình khuyên các bạn nào đang có vay, hay là người vợ mình có vay, hay là vay giùm ai, ngay cả vay giùm, thì cũng nên trả nợ đúng hạn, không vì bất kỳ một lý do gì, để mình xây dựng cái lịch sử tín dụng của mình. Một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu mình lại có dự án làm ăn, mình đi vay thì nó sẽ thuận lợi và tốt hơn cho bản thân của mình. Mua hàng tiêu dùng linh tinh, trả góp cũng là một dạng vay nhé các bạn. Một số khách hàng Thái Lớn hỏi anh chị có vay đâu chưa, thì khách hàng trả lời là chưa. Đúng thiệt, họ không có ký hợp đồng tín dụng gì hết, không có mua xe, không có mua đất, không có mua nhà gì hết, nhưng khi kiểm tra ra là bị dính nợ xấu do mua trả góp mấy cái điện thoại. Cái đó cũng dạ là vay, các bạn hãy lưu ý. Ngoài lời chút xíu liên quan đến cái chứng minh và số chứng minh, thì một số khách hàng thỉnh thoảng cũng gặp rắc rối, mình muốn kể cho các bạn nghe. Thứ nhất là anh A, anh ở ngoài quê, xa thành phố Hồ Chí Minh ví dụ vậy, rồi là tới đây làm ăn, rồi được rồi mọc rễ đây, sinh sống ở đây, rồi lại đổi chứng minh, tức là sau một thời gian sinh sống và làm việc ở đây thì là đổi chứng minh. Thì như vậy người này có hai cái chứng minh, cũ ngoài quê và chứng minh mới ở cái tỉnh mới mình đang ở và sinh sống. Như vậy với người có hai chứng minh thì các bạn phải đi là phải sẽ gặp khó khăn trong vấn đề xác minh cái lịch sử tín dụng, và ngân hàng sẽ yêu cầu các bạn làm những cái xác nhận hai số chứng minh này là một người. Một cái dạng thứ hai nữa là anh ấy có một chứng minh nhưng mà sau đó là đổi lên cái thẻ căn cước công dân. Thì từ đổi chứng minh lên thẻ căn cước công dân thì nó có một tờ giấy xác nhận của bên công an, cục cảnh sát quản lý trật tự an toàn xã hội chỗ cấp cái thẻ căn cước công dân cho các bạn cho bạn ngay đó có cho bạn cái tờ giấy nhỏ nhỏ như vậy và xác nhận rằng cái số thẻ căn cước này là cái ông này, số thẻ căn cước này trước đây đã từng có sở hữu cái số chứng minh này, hai số đó là một. Và khi bạn đi vay ngân hàng, bạn cũng cần phải có cái tờ giấy này để cho người ta kiểm tra lịch sử tín dụng của bạn, không những căn cứ trên số thẻ căn cước mà căn cứ trên số chứng minh. Nhiều người lại bỏ mất cái tờ giấy này thì cái việc thẩm định xác nhận lịch sử tín dụng của bạn hoàn toàn không được hoàn chỉnh, mà không được hoàn chỉnh thì rất là khó cho vấn đề thẩm định cho vay. Và các bạn kỹ khi bạn đổi thẻ căn cước, bạn nên chụp lại cái chứng minh cũ của mình, lưu vào chỗ nào đó để dành. Trong trường hợp đó các bạn làm mất luôn cái tờ xác nhận hai số chứng minh là một thì các bạn có cái hình thẻ chứng minh cũ, có cái hình chứng minh cũ thì cũng có thể chấp nhận được. Còn nếu mà bạn không có bất kỳ thông tin nào của chứng minh cũ thì thật là khó cho các anh ngân hàng ảnh làm hồ sơ cho các bạn. Một trường hợp nữa liên quan chứng minh là nhiều khi các bạn không để ý và chứng minh của bạn hết hạn. Với chứng minh của bạn hoặc là vợ bạn khi lên ký ngân hàng mà bị hết hạn thì cũng không thể nào ký hồ sơ giải ngân được, không thể nào ký hợp đồng tín dụng được. Cho nên các bạn hãy lưu ý trước khi đi mua trả góp thì thỉnh thoảng coi lại cái chứng minh của mình nó còn hạn hay không. Và các bạn nào rảnh nữa thì coi lại cái số chứng minh của mình, số nào là chính xác nhất và kiểm tra lại với sổ hộ khẩu, kiểm tra số chứng minh của mình trên cái chứng từ đăng ký kết hôn hay những chứng từ khác. Cái này thỉnh thoảng Thái Lớn làm thấy cũng bị sai sót hoài. Mình thấy rất nhiều anh chị rất là lơ là trong cái chuyện số chứng minh, rồi thẻ căn cước, rồi hộ khẩu, rồi kết hôn, rất là coi thường nó. Tuy nhiên không chỉ mình làm kỹ để phục vụ cho cái lần mua xe trả góp này mà còn sẽ giúp cho các bạn trong những cái lần đi vay khác, hay là những cái lần giao dịch những cái mảng khác, như chẳng hạn như mua bán bất động sản hay là đi nước ngoài. Các bạn hãy chú ý nhé, đừng xem thường số chứng minh. Tóm lại, nãy giờ Thái Lớn nói nhiều hơi dài là lý do là bao quát cho nhiều trường hợp khách hàng khác nhau. Trước mặt Thái Lớn đây các bạn đang coi là có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tóm lại, hồ sơ thủ tục mua xe trả góp với khách hàng cá nhân chỉ có chứng minh, hộ khẩu, kết hôn, sao kê ngân hàng nếu có, hợp đồng lao động nếu có. Còn với khách hàng là khối doanh nghiệp thì giấy phép kinh doanh, chứng minh nhân dân của giám đốc, báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Thế thôi, các bạn thấy có đơn giản không ạ? Chi tiết nữa thì các bạn vui lòng liên hệ với Thái Lớn để được Thái Lớn hướng dẫn thêm sao cho thủ tục mua xe trả góp lần này sẽ thật là dễ dàng, nhanh, gọn lẹ. Nếu các bạn có thắc mắc gì xin vui lòng comment bên dưới. Nếu các bạn thấy hay hay dở cũng vui lòng comment bên dưới để Thái Lớn biết và cải thiện cho nó tốt hơn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho mọi người và cộng đồng cùng biết. Trong trường hợp các bạn chưa đăng ký thì hãy bấm đăng ký kênh và nhớ bấm vào cái nút hình chuông bên phải để nhận được video clip một cách kịp thời ngay khi Thái Lớn post lên. Sắp tới những cái nội dung tương tự trong chuỗi mua xe trả góp như là lãi suất ngân hàng, nên vay dài hay vay ngắn sẽ được Thái Lớn làm và post lên cho các bạn xem. Mời các bạn đón xem nhé. Thái Lớn đam mê bán hàng và làm clip phục vụ các bạn. Nội dung chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu và miễn phí. Trong trường hợp bạn có nhu cầu mua xe, nhớ ủng hộ trực tiếp Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn để chúng em có động lực, có chỉ tiêu. Các bạn nhớ nhé, Thái Lớn và các thành viên Vũ, Duy, Khoa, Hằng, Ngân đều là những người cần bán hàng và cần chỉ tiêu. Rất mong nhận được sự ủng hộ các bạn trực tiếp tại đội nhóm của Thái Lớn. Xin cảm ơn.